Chúng ta sẽ đi đảo bé nha. Nó sớm hả? Không sớm nhưng mà tao mất cười. Anh đang tập trung nha, về cái bên thấy mày đang về nè. Để lên trước cho rồi nhìn lên. Lấy cái nón rồi kìa. Khúc này rất là đẹp, biển trong ta nó tới nơi là 12 phút. Rồi, đẹp ghê. Ôi thấy dưới luôn kìa. Trong ghê luôn á. Ở đây nón đi rồi nó mới hiểm rồi. Nón là cà phê rồi em đi. Đi đâu ở homestay là 2.000, nhưng mà cái bên dịch vụ này là mình đã đóng tiền rồi, họ hỗ trợ 50. Đợi cái món cô. Bây giờ mình đang ở bãi tắm mọi người. Bãi tắm thì tên gì vậy anh? Bãi này gọi là bãi ngang. Bãi ngang. À, đúng rồi. Thay vì bãi hang mà khách thường dùng cái từ là bãi tắm tiên. Bãi tắm tiên. Ủa tại sao rồi? Bãi tắm tiên. Trước kia cái bãi này là bãi hoang sơ thì mọi người qua chỉ có hai người thì có hai người thôi, không có nhiều người thì tắm. Mà giờ bữa nay đông không? 8 người, có 8 người ở dưới. 8 tiên. Ủa. Cả nhà xuống hết luôn hả? Dạ nhà không sao. Nếu cần ăn thêm thì bảo em. Không ạ. Bên đâu mấy cái đồ đó đi đâu xuống nữa, ra chút. Đằng kia không, ở đây là chị ấy chụp hình coi thôi.
đúng rồi, dân thám hiểm đi phượt á. Em đứng lên cái cơ này gãy ra không? Đây á. À. Chừng nha. Rộng. Bà đưa tôi lên được thì bà cũng phải được. Ê, cái này đẹp hơn nè. Ôi cái em thì này. Giúp cho mẹ màu đẹp lắm. Giờ là mọi người mệt quá, mọi người ngủ hết rồi, cho nên là hai cha con đi dạo gần quanh khu homestay mình ở xuống biển. Đây cho mọi người xem lần trước nha. Cầu tình yêu đi lên 5.000 hả? 5.000. Trời ơi. Một người lên 5.000. Mọi người ơi, một người lên cầu 5.000. Cầu tình yêu. Mấy này mấy cái nham thạch ngày xưa hả ba? Đây cũng là núi lửa luôn. Ủa ngày xưa ngoài đây nhiều núi lửa dữ vậy. Đây là tạo nè, núi lửa nó tạo bên đảo này. Ăn gỏi bữa giờ hả? Này, ờ đúng rồi. À là bắt lên cái trộn gỏi ăn. Đúng rồi. Bữa giờ mình ăn gỏi xanh xanh. Đúng rồi, bữa giờ mình ăn gỏi xanh đó. Hạ xuống lại cho người ta bắt. Và chiều nay là mình đi xuống đây mình bắt cá. Ừ. Đảo lớn bên kia. Ừ. Tại vì cái xã hồ này là ngày xưa là chắc mình nghĩ là cái núi lửa này nó tràn nhâm thạch xuống đây nè. Ừ. Nó sẽ hủy hoại cái loại san hô này. Ừ. Nó nóng á, san hô nó sống không được, nó chết để san hô này. Ủa mấy cục đó là san hô hả ba? À, đó, tưởng là đá chứ. Trắng trắng là san hô, đá là đen. Ủa vậy hả? Là mấy cái đen đó là nhâm thạch. Còn, còn trắng trắng đây nè, nhỏ nhỏ đây là san hô. San hô nó bị nhâm thạch tràn xuống nó. À. Nó làm chết hết san hô. Mình bắt
tinh thần mọi người là đi chơi trải nghiệm cho vui thôi, chứ bắt lên rồi nướng nó luôn thì hơi sợ, thấy cũng tội cho nên thôi. Tí nữa tôi quay bà bắt. Tại sao? Tại vì tôi sợ. Nhưng mà tôi cũng sợ. Vậy thì bà quay, tôi với đèn bà bắt. Mình đi trải nghiệm cho biết. Sẽ hướng dẫn cho mọi người biết là cái hệ sinh thái biển ở đây nó có những gì. Dạ. Và có hải sâm này, rồi có sâu biển đá, rồi có rong nho này, có rong biển các kiểu. Hải sâm là cái con vật đi xem qua thôi. Đây là người dân đảo này đang có tồn để du khách chúng ta được biết. Dạ. Ôi, cái gì vậy? Chạy trước. Thấy ai mà la cái là chạy trước liền. Vào tháng 7, tháng 8 á, hầu như là khách mà đến với đảo bé Lý Sơn này á, người ta sẽ ghé cái vườn cam đường này là chính. Vì cái quả đó chính á, là cái hương thơm nó bay về đến tận làng. Trời. Và cái vị nó ngọt như mật ong vậy á. Mà nó bự bằng nó bự bằng quả chanh à. Nhưng mà vẫn ăn rất là ngọt. Đây là nó đang hình thành trái nè. Ồ sao cứng quá, bóp vô nó cứng vậy thằng luôn. Nó chưa mà. Và cái vị của nó là như lá bưởi á, tinh dầu nó cao lắm, nhiều lắm. Đây là nó đơm hoa cách trái này. Đây là tự nhiên. Đây là củ rừng. Em hửi lên thôi đó. Đây là tự nhiên luôn hả? Đúng anh rồi, tự mọc. Tự nhiên củ rừng đó. Cái lá thơm lắm, cái lá như lá bưởi á. Cái lá non của nó ăn với gà thơm. Nè chị hửi lá của nó là thơm lắm. Thơm như lá bưởi á. Cây dầu. Cây gì? Cây cam rừng hả anh? Dạ cam rừng. Cam rừng mà trái bự bằng trái chanh. Cây vậy luôn á anh hả? Xíu. Không được. Nghe mùi hoa giống mùi hoa lại. Mình đem về đó nó không trồng lên cây. Thấy quả này. Y như mùi hoa Le Kima. Rất thơm nha. Quả nó bự hơn này. Trái này bự hơn này nha. Còn cái này là chưa tới nơi. Hái được à. Nó bự hơn chỗ này. Một số như bà con thì hướng dẫn đến khách đến tại vườn luôn là khách vườn hết. Sao biển đá? Sao biển đá đó chị? Cái loại này á. Nè nó nhỏ xíu rồi nè. Mình để ý là những cái vùng biển khác mà ô nhiễm thì sẽ không có nó. Cái này là sinh sống là chứng minh là nước rất sạch. Đúng rồi. Không bị ô nhiễm. Nè, cái đâu của nó đều lòi đây nè. Bây giờ mình bắt lên được không? Được. Dưới đèn nè. Nó có cắn mình không? Nó có một cái đặc tính như thế này nha. Nè. Thì một cái xúc tu của nó này. Đứng chiếc nó lòi ra như thế này. Là nó ra thêm con khác. Nó sẽ ra một con khác. Là sao? Nó là sinh sản theo hai cách. Vô tính nhân bản. Đúng rồi. Nhân xâm gì đó. Là mình ngắt cái xúc tu của nó. Cái xúc tu nó giống như là con gì, con đĩa. Dạ sao chú ơi? Vì cái lượng nó sinh sản rất là chậm. Đây là chủ yếu là do chúng ta biết. Bên này có này ba. Người Tàu á lại bóp một xịt nước ra. Ôi nó bự quá. Rồi quay cho mẹ cái clip á. Bắt được con hải sâm. Trời ơi. Ui, mềm ấy. Ai mà sợ sâu, dám bắt mày đâu. Hay quá à. Giống như phóng xanh vậy đó. Em ơi, không có thấy cá được chưa, thấy hải sâm không à? Ra hải đảo bắt hải sâm. Bắt hải đông nhau sushi á. Ủa, anh Minh ơi, cái này mình có ăn được không? Được hết, tất cả rong biển là mình ăn được mà. Thì mình lấy về được không ta? Thôi, anh nghĩ thôi, để gì đi cho nó ấy. Rong nho. Hay quá hả? Ôi, ngắt cái cho bà cắn thử không? Ừ. Bà Nguyên mê lắm. Giờ này quá trời kìa. Con gì? Cua đó, hả? Không, con sao biển nhỏ xíu rồi, thấy thương quá vậy? Giờ nó ra một miếng đi. Trải nghiệm. Thử đi. Mời anh trải. Này nước mới rút mà. Mặn. Rất mặn hả? Tại nước biển mà. Ngon. Không ngon. Chạy về biển. Rồi tắt máy chưa? Thank you.
rất là nhiều luôn. Và trong do thì nó bên ngoài là tí. Cái loại này thì mình ăn vẫn được nhưng mà nó không ngon nữa, nó không được giòn.